Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món kim chi tại nhà các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong. Sản phẩm của mình làm được 2 ngày đấy các bạn ạ. Với thời tiết là 30-32 độ C đấy, mình để 2 ngày thôi là cái món kim chi của mình đã ngấm đẹp như thế này rồi đấy. Đó, sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm các bạn nhé. Rất đơn giản thôi ạ. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị nhé. Đó là ở đây mình sử dụng này 200g lá hẹ này. Đấy, các bạn có thể dùng lá hành cũng được, nhưng ở đây mình dùng lá hẹ, nó sẽ tạo đặc trưng cho cái mùi kim chi các bạn nhé. Đó, với cả cái mùi ớt Hàn Quốc đấy là nó tạo cho cái mùi kim chi rất là thơm. Tiếp đến là mình sử dụng bột gạo, các bạn có thể sử dụng bột gạo tẻ hoặc bột gạo lếp cũng được. Thì mình sử dụng khoảng 100g các bạn nhé. Tiếp đến là mình sử dụng 100g đường và 150g ớt bột. Đây là mình sử dụng ớt bột Hàn Quốc các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng ớt mình cũng được, nhưng phải thêm một chút ớt Hàn Quốc này vào thì để cho nó có màu đỏ ấy. Chứ còn nếu mà ớt mình mà làm đỏ thế này thì rất là cay, không ăn được đấy các bạn. Và nó có mùi thơm đặc trưng của vị kim chi Hàn Quốc các bạn ạ. Tiếp đến đó là gừng. Gừng ở đây thì mình đã rửa sạch như thế này rồi. Tỏi, và mình sử dụng thêm một vài quả ớt tươi như các bạn nhé. Nếu các bạn ăn được cay hơn thì các bạn có thể là cho 5-6 quả ớt cũng được. Đó. Và tiếp đến là muối, thì mình ở đây mình sử dụng muối tinh các bạn ạ. Các bạn có thể sử dụng muối hạt cũng được. Và đây mình có cho thêm này, cà rốt này, củ cải này. Và mình cho thêm một quả táo, hai quả táo và một củ hành tây. Còn nếu các bạn có hành tây thì các bạn không cho táo cũng được nhá. Thế là mình cho thêm vào thì nó có độ nóng và có mùi thơm ấy, thì mình cho thêm quả táo. Đó, táo thì nát là mình sẽ gọt vỏ đi. Hoặc các bạn không cần gọt vỏ cũng được, các bạn rửa sạch sau đó các bạn bổ, các bạn xay ra cũng được nhá. Và đây, cái chính ở trong kim chi đó là cải thảo. Cải thảo thì ở đây mình đã cắt ra. Mình đã cắt ra và mình rửa. Mình úp cho nó thật ráo nước như thế này rồi. Thì các bạn cắt cách từng bẹ như thế này nhá. Thì bây giờ mình không muốn để cả bẹ như thế này thì mình sẽ cắt ra, mình thái ra, sau đó là mình trộn muối các bạn ạ. Thì đến khi ăn mình không phải cắt nữa. Đó, thì bây giờ mình những cái thứ này thì mình sẽ để ra, lát nữa mình đi nấu lên. Còn bây giờ mình sẽ đi thái cái cải thảo này ra nhé. Ở đây thì mình sử dụng là 2 cân cải thảo, 2 cân rưỡi cải thảo các bạn ạ. 2 cân rưỡi cải thảo, mình sử dụng 150g muối các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ thái miếng vừa ăn thôi. Mình thái như thế này các bạn này nhá. Đó. Khi mà cắt ra thì các bạn có thể là để cái phần cuống này riêng ra, cái phần lá riêng ra, vì cái phần lá nó sẽ mềm hơn và nó sẽ ngấm muối nhanh hơn. Đấy, thì mình sẽ để riêng cải, riêng lá và cái bẹ này ra các bạn nhé. Cái bẹ này thì mình có thể là cắt thành miếng nhỏ như thế này này. Đấy, thì khi mình ăn nó rất là vừa. Tất nhiên là khi ngấm muối vào rồi thì nó cũng ngót nhỏ thôi, nhưng mà mình cứ để như này nó xinh xinh như này đúng không ạ? Mình dùng 3 cân cải thảo đấy các bạn. Mình sẽ cho cái phần lá lên. Phần lá này thì mình sẽ cho ít muối hơn, vì phần lá này nó ngấm rất là nhanh. Mình sẽ cho to, mình để cái chậu cho nó ngót bớt đã. Thì bây giờ mình sẽ đi làm những nguyên liệu tiếp theo. Đây, ở đây thì bây giờ mình sẽ đi cắt cái hẹ này ra. Thì cái hẹ này thì các bạn đã nhặt và rửa sạch rồi nhá. Thì các bạn không có lá hẹ thì các bạn có thể dùng lá hành cũng được. Ở đây mình dùng lá hẹ, mình cắt dài khoảng 4-5cm các bạn nhé. Thì mình làm bằng lá hẹ này thì cái mùi rất là thơm. Đó. Mình cho nhiều lá hẹ. Lá hẹ mình đã cắt xong rồi thì bây giờ mình quay sang mình làm cà rốt. Cà rốt thì mình nạo sợi như thế này. Đó, thái như các bạn nhé. Củ cải thì các bạn cũng nạo như thế.
Đấy, như thế vậy các bạn nhé. Rồi, cà rốt, củ cải, lá hẹ mình đã cắt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt củ hành tây ra. Đây mình cắt hành tây thì mình cắt chiều dọc như thế này chứ mình không cắt ngang. Mình để cả, mình không xay. Mình để nó nhỏ như thế này, mình không xay, mình chỉ xay táo với gừng với tỏi với ớt thôi. Đó, mình để sợi như thế này. Mình không xay hành tây các bạn ạ. Đó. 1 lít nước mình sẽ dùng 4 thìa bột. Bốn thìa và 100g đường đây, mình cho vào để mình đi quấy lên các bạn nhé. Đây mình sẽ quấy đến khi nào bột nó sền sệt, nó chín là được các bạn nhé. Các bạn cứ quấy như vậy thôi, quấy đều tay không đều. Đây các bạn ơi, cái bột nó đã trong như thế này rồi và nó sánh như thế này các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra và mình để cho nó thật nguội đi các bạn nhé. Mình có thể mình đổ ra một cái âu to nào đấy cho nó nhanh nguội cũng được. Nên là tùy theo các bạn làm sao để cho nó nguội đi. Đằng nào mình cũng phải ướp cái kia cho nó, ướp muối của cái cải thảo ấy 2 tiếng rồi, thì các bạn để ở đây cho nó nguội đi nhé, là được nhé các bạn nhé. Đó, xong rồi ạ. Bây giờ mình sẽ đi xay gừng, táo với cả tỏi ra ớt ra. Đây các bạn ơi, táo thì mình sử dụng một quả thôi. Mình sẽ bỏ cái vỏ đi, vì cái vỏ này thực ra nó cũng dai, khi mình xay nó dai và sau mình làm thì nó chát ấy. Mình không cho vỏ vào, mình bỏ vỏ đi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho hết cái cối này, hết cái cối này để mình xay các bạn ạ. Mình sẽ cắt nhỏ cái táo ra để mình xay cho nó dễ. Các bạn có thể dùng thêm nê cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sử dụng táo thôi, mình không cần dùng nê nữa. Ớt này mình cũng cắt ra, mình cắt ra mình cho vào xay hết, cho vào xay cùng với cả táo này, gừng tỏi này mình cũng đập dập hết ra, xong đó mình cho vào mình xay lẫn hết nha các bạn nhé. Đấy, mình đập dập nhỏ hết gừng tỏi ớt ra để mình cho vào mình xay, xay cùng luôn. Đó các bạn nhé. Nó mình sẽ cho vào cái cối này mình xay, xay nhỏ hết ra. Đấy, mình cho vào cối này mình xay. Đây các bạn, đã nhỏ như thế này rồi thì bây giờ tí nữa mình cho vào để mình trộn các bạn nhé. Các bạn ơi, cái chậu rau của mình sau khi mà mình ướp muối được 1 tiếng rưỡi nó đã ngót còn mỗi thế này đấy các bạn này. Đấy thì lúc mình cắt ra rất là nhiều đúng không? Đấy thì bây giờ nhá, các bạn sẽ bóp lại và mình bỏ cái nước muối này đi nhá. Đấy thì mình bóp thế này thôi để mình cho sang một cái nồi hay một cái dụng cụ gì đấy để các bạn ngâm nó một vài ngày ấy. Đấy, nó nấu thì các bạn sẽ cho vào hộp để mình cho vào tủ lạnh chẳng hạn thì mình ăn dần đấy các bạn. Đấy. Còn cái này thì cái bột của mình đã nguội rồi. Thì bây giờ đây là cái hỗn hợp là gừng, tỏi và táo mình xay đấy các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ trộn đều như thế này đi. Sau đó là mình sẽ cho cái bột vào ấy. Đấy. Cái này nó có ớt cho nên là mình sẽ dùng bao tay để mình trộn cho nó đỡ nóng ấy, không nó bỏng rát. Đấy các bạn ạ. Đây, bây giờ mình cho cái ớt này vào đây luôn nhé. Đấy. Cái bột này các bạn để nguội rồi, bây giờ mình cũng cho vào đây để mình trộn luôn ấy. Đấy. Mình trộn đều đi, xong chút nữa mình sẽ cho vào trong một cái nồi để mình trộn cái rau cải vào ấy. Đây, sau khi mình đã cho hết cái bột này vào trong một cái chậu mình trộn nó đều lên như thế này rồi, thì bây giờ bắt đầu mình cho cái rau vào trong một cái nồi để mình trộn cái này vào nhé các bạn nhé. Đó. Đó. Đây mình dùng cái nồi như này, mình
Cái này các bạn vắt kiệt nước đi nhé, kiệt nước muối đi. Sau đó mình mới trộn như kia vào. Đây, cái rau này đã được từng này rồi. Thì bây giờ mình cho cái này vào thôi. Mình trộn đều lên là xong. Và mình muối mình ngâm ở đó 2-3 ngày. Thì thuộc vào cái thời tiết. Nếu mà thời tiết nóng thì các bạn khoảng 2 ngày là các bạn đã có thể ăn được rồi. Nhưng cái món này thì các bạn để càng lâu thì nó càng ngấm đúng không ạ? Thì mình có thể để vào trong tủ lạnh mình ăn dần được. Có cái mùi gừng và tỏi và rất là thơm các bạn ạ. Các bạn ơi, sau 2 ngày thì mình sẽ mở ra kiểm tra đây. Các bạn thấy sản phẩm kim chi của mình đây rồi, các bạn thấy chưa? Màu rất là đẹp và cái rau cải và các thứ nó được ngấm ấy, rất là ngon. Thì ở đây thì mình sử dụng ít ớt cho nên là các bạn mà không ăn được cay thì các bạn vẫn có thể sử dụng được. Đấy, ăn được rất là ngon. Và khi đây thì các bạn có thể bảo quản bằng cách là các bạn sẽ chia từng cái hộp nhỏ, sau đó các bạn sẽ bỏ vào tủ lạnh hoặc là những cái túi lông trắng bóng kính các bạn buộc chặt lại và các bạn để vào tủ lạnh các bạn ăn dần nhá. Rất là ngon luôn. Đấy. Thì mình làm như thế này thì rất là ổn bởi vì là không có chất bảo quản gì hết, thì các bạn ăn bằng những nguyên liệu thật thì rất là tốt đấy ạ. Đấy. Thì các bạn ăn cái này là thay dưa cà nhá. Cái sản phẩm kim chi của mình đến đây đã hoàn thành rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm được nhiều những món ngon cho gia đình nhà mình nhé. Để cải thiện trong bữa ăn nha. Món ăn kèm, món ăn thêm rất là tuyệt vời đấy ạ.